Thì chúng ta sẽ cùng nghe thầy Thanh Nghị, tác giả bào chế ra bài thuốc cai thuốc lá Thanh Nghị, sẽ chia sẻ công bố mẫu mã mới của sản phẩm cai thuốc lá Thanh Nghị để quý vị có thể hiểu và tìm mua được đúng sản phẩm chính hãng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ từ thầy. Xin mời thầy. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng sử dụng sản phẩm nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị trong thời gian qua. Hiện nay công ty chúng tôi cho ra sản phẩm màu mà mới, hộp một chai, được in bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh. Dưới và trên hộp có tem chống giả của Bộ Công an, có tính năng quét mã QR code để nhận biết sản phẩm chính hãng, có bàn tay bóp nát điều thuốc để thể hiện sự quyết tâm từ bỏ làn khói trắng độc hại. Rất mong quý vị và các bạn có quyết tâm cao để cai thuốc vì sức khỏe của chính bạn, gia đình bạn và của cả cộng đồng. Một khi thèm thuốc, bạn rót một nắp chai nước súc miệng, ngầm 1-2 phút, súc kỹ nhổ đi, liên tục và đều đặn mỗi khi thèm thuốc trong vòng 5-7 ngày. Và đặc biệt lưu ý, súc miệng đến khi nào mùi khỏi thuốc hôi khét, khó chịu thì mới ngừng súc miệng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của thầy. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cai thuốc lá là một điều rất là tốt và việc tìm chọn cho mình một giải pháp để cai thuốc lá là một việc làm hết sức cần thiết vì nó sẽ giúp cho quý vị có thể bảo vệ được sức khỏe của chính bản thân mình cũng như những người thân xung quanh.
và đặc biệt là những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc lá một cách thụ động. Tuy nhiên, trong quá trình đặt mua sản phẩm, quý vị cũng cần lưu ý để lựa chọn cho mình sản phẩm chính hãng, vì trên thị trường hiện nay cũng tràn lan những cái sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, và cũng rất nhiều khách hàng đã điện thoại phản hồi về những nhà thuốc và thông tin rằng đã mua phải những sản phẩm giả, sản phẩm nhái. Và việc đó thì nó ảnh hưởng không chỉ tổn thất về mặt kinh tế mà nó còn ảnh hưởng cả về mặt sức khỏe. Vì vậy, quý vị hãy lưu ý khi đặt mua sản phẩm, hãy tìm hiểu kỹ và lựa chọn đúng để mình có thể đặt mua được đúng sản phẩm chính hãng phục vụ cho mục đích cai thuốc lá của mình. Và để đặt mua được đúng sản phẩm chính hãng, quý vị vui lòng liên hệ theo số hotline 0976 830 787 để được tư vấn, hướng dẫn và đặt mua sản phẩm. Chúc toàn thể quý vị cùng gia đình luôn luôn dồi dào, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị.